cố tình mà quay cái lá sầu riêng cho bà con chúng ta coi ha. vâng xin kính chào tất cả quý bà con chúng ta quay trở lại video của chúng ta ngày hôm nay. lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. hôm nay chúng ta đến một cái vùng đất đó là vùng đất đồng nai. bà con chúng ta xem chút xíu là cây sầu riêng vừa rồi là chúng ta thấy à, cái bông nó mập, có những bông ốm, có những bông lọt sọt, nó có bông lộn xộn sàn ngầu. Thì bà con chúng ta xem qua là cái thời tiết năm nay cũng rất là nhiều quý bà con là À, thang năm nay khó làm bông à, chúng ta cũng công nhận điều đó với một cái tỷ lệ bông à, trong các cái vườn mà mình đi quan sát á có những cái vườn bông nó rất ít có những vườn hệ bông cũng rất nhiều bữa nay mình lựa cái vườn mà mình quay một cái vườn mà bông nó hơi ít ít cho bà con chúng ta xem ha nói thì vậy ít á thì cảm nhận của bà con thôi thường chúng ta thấy đủ là được rồi bà con à, bà con chúng ta xem có những cành nó nhiều cũng có những cành nó lai rai đó là tính chất mà gọi là sinh lý của cái cây sầu riêng của chúng ta có những chùm nó chùm đơn có những chùm nó chùm thụ lù nha bà con thì chúng ta phải tiễn lựa như bông như thế này thì không thể nào gọi là ít được vậy trong cái giai đoạn này bà con chúng ta lưu ý là chúng ta muốn cái bông mình nó mập á nha bà con cái bông này cái vườn này là bông nó ốm này cái này cũng nói thiệt luôn cho chủ vườn anh xem rồi cảm nhận nha cái bông này nó hơi ốm từ giờ nó ra rồi cũng không biết quản lý làm sao và nó cạnh tranh các cái dinh dưỡng với nhau thế nên là nó khô bông nữa ố mông cái giai đoạn này bà con chúng ta cung cấp đủ nước nha à, cung cấp đủ nước chúng ta phun amino siêu amino sinh sinh học cộng với siêu áo giáp cộng với cộng với siêu canxi là là chúng ta cộng với rệp sáp sâu rầy nhện đỏ chúng ta phun vào vào bông chúng ta phun quanh tán lá để bảo vệ cái cái bông cái lá của mình nó không có bị đối tượng gây hại và chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho cây luôn thì chúng ta có thể quan sát này trùm bông thì bông rất nhiều à, anh chủ vườn thì anh kêu bông hơi ít nhưng mà mình thấy vậy là không ít nổi ha ít nhưng dài lâu quá và chúng ta có thể thấy nó rất là nhiều tuy nhiên rằng hơi ốm này là mình cũng nói thật luôn vậy làm sao mà để cho nó mập cái này mình cũng không dám mà đưa tay mình quơ nữa này là nhìn chúng ta nhìn thấy là bông nó 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 không có đủ đồ mà đủ đàn hồi nữa nhìn là thấy nó nó có cái vấn đề là kiểu như là là yếu yếu ấy bà con cái này mà bà con chúng ta phun mà bảy bữa chúng ta phun một lần cái siêu canxi bo cộng với siêu áo giáp cộng với siêu amino sinh học thì bảo đảm là bông chúng ta nó sẽ mập và nó đàn hồi và bà con cũng lưu ý là tiễn lựa bớt bỏ những cái bông đi nha bà con cái giai đoạn này á thì chúng ta chưa thấy cái vấn đề là ờ ừ, nó bị um, gọi là nó bị rụng bông mà do bị sốc nhiệt thì cái vườn của chúng ta mà nếu mà chúng ta mà trồng á mà ở dưới đất nó có cỏ và nó có một cái độ tàn chê nữa thì cây chúng ta nó đỡ vấn đề sốc, sốc nhiệt à, và À, sốc về sốc nước nữa nếu mà nước thì chúng ta trời nó mưa á, thì rất là dễ bị sốc nước nếu ban ngày chúng ta không có tưới đủ nước nha bà con chúng ta nhưng sốc nhiệt thì hay xảy ra là nhiệt độ ban ngày à, và nhiệt độ ban đêm nó trên lệch à, nhau rất là nhiều thì chúng ta cũng lưu ý cái vấn đề là chúng ta tưới đủ nước à, bông của chúng ta thấy cũng khá là dài ha nhưng mà ốm cái này công nhận nha bà con này là thiếu thiếu dinh dưỡng rất là nhiều à, đặc biệt là à, phần mà amino mà chúng ta không có cung cấp nó kịp thời thì bông nó yếu và yếu thì sau này nó tỷ lệ mà nó mang bông mang... xong rồi nó mang trái á nó cũng yếu cái sức của cái trái và nó nuôi cái trái chúng ta không đạt được cái chất lượng à, lên cơm cũng không có bài bản thế nên muốn mà nuôi bông á, nó khỏe muốn nuôi trái nó khỏe trái sau này nó gọi là nó đạt được cái năng suất là chúng ta nuôi từ ngay từ ban đầu bông chúng ta mà nó lòi ra khoảng 2 đến 3 cm là chúng ta bắt đầu đi vào cái quy trình là dưỡng bông và nuôi bông ở dưới đất thì chúng ta tưới uh, siêu siêu phục hồi để chúng ta phục hồi cây và cung cấp đây cái cây này nó lại có hai cổ bông này bà con à, đối với cái cổ bông ở trên đó, kinh nghiệm bà con này bà con bỏ cổ bông mà nó số nhị còn những cái cổ bông đồng loạt như này này thì bà con để thì mình cũng có làm rất là nhiều cái video ở những cái chủ đề trước thì bà con chúng ta có thể theo dõi trong cái kênh này à, chúng ta hãy đăng ký kênh và chúng ta follow kênh chia sẻ những cái video mà bà con thấy hữu ích để mình rút cái kinh nghiệm sau này mình về mình làm cho cái vườn nhà nha bà con nha và trong cái giai đoạn này làm gì làm thì bà con chúng ta tuyệt đối không để thiếu nước nha bà con nha và chúng ta tiễn lựa bông chúng ta giữ đồng lọt bà con chúng ta quan sát là cái bộ lá cũng khá là êm ha đây còn à, nước chúng ta mới tiễn ra này nước thì chúng ta tưới quanh tăng lá chúng ta đưa ra bên ngoài chúng ta tưới quanh tăng lá à, với những cái rác những cái lá rớt rơi bài nhầy ở trong này chúng ta cào chúng ta bỏ ra bên ngoài chúng ta tiễn thì tiễn những cái chùm bông mỗi chùm bông thì cách nhau khoảng 18 đến 20 25 cm thì bà con ra nhìn thấy thời tiết thời tiết rằng là vườn này bông hơi ốm cái này là à, mình tới mình hướng dẫn cho ảnh làm cái quy trình là gọi là tiễn bông và nuôi bông thì đương nhiên là sau khi mà mình tin chắc rằng sau khi mà mình phun cái cử mà gọi là dưỡng bông và nuôi bông á, thằng siêu áo giáp cộng với amino sinh học cộng với siêu, siêu bo thì chắc chắn rằng cái bông chúng ta nó sẽ mập mập trở lại và dẻo dai cuốn là bình thường. Đó bà con, phun hai cử đến ba cử thôi. Nếu mà chúng ta trước đó chúng ta chưa phun thì chúng ta có thể phun vào bông và chúng ta phun trực tiếp vào lá dưới, gân lá dưới tăng lá luôn để tất cả cái cái hoàn thành nó nuôi nó đưa vào nó nuôi bông và tăng cái cái dinh dưỡng để nuôi cái cây chúng ta nó có một sức sống để bà con chúng ta quan sát một chút xíu ha để bà con này để bông này đây. bông này thường thường chưa kéo đọt không có kéo đọt đâu đâu nha bà con bông này là nếu như mà đọt nó có đi thì chúng ta dìu đọt nhẹ nhẹ đến lúc mà sổ nhị thì chúng ta chặn đọt chứ chúng ta không thể nào mà gọi là dìu đọt được khi mà cây sổ nhị đâu thì với cái lưu ý trong cái giai đoạn mà tưới tưới nước thì tưới như thế nào mình cũng nhắc đi nhắc lại ở trong rất tất cả các cái video khác. Thì bà con chúng ta lưu ý trong cái giai đoạn này chúng ta tưới bình thường nước nha bà con. Ví dụ như là sau khi mà bông chúng ta nó mọc dài ra khoảng 2 đến 3 cm thì chúng ta sẽ nhắc nước dặn lên và chúng ta tưới đều bình thường. Sau khi à, sau khi mà chúng ta tưới bình thường rồi, trước và sau khi sổ nhị 10 ngày nha bà con, trước sổ nhị 10 ngày thì chúng ta sẽ hạ mực nước xuống chúng ta tưới theo kiểu là 30 phần trăm so với bình thường chúng ta giữ ẩm đã chúng ta trong cái giai đoạn mà chúng ta hạ mực nước xuống trong giai đoạn sổ nhị thì ngày tưới ngày nghỉ ngày tưới ngày nghỉ hoặc là chúng ta tưới 5 phút 3 phút gì đó chúng ta giữ ẩm thôi Và còn chúng ta lưu ý đối với một số cây mà như chỗ vườn để thế này mình có làm một cái video trước về tiễn bông rồi đó đối với một số cây mà đang sổ nhị như thế này vườn này có hai hai cổ bọc thì một là chúng ta tiễn bỏ bớt những cái bông mà đã sổ nhị À, để chúng ta giữ cái nguyên cái cổ bông đồng loạt trong vườn của mình. À, bà con chúng ta lưu ý nha. Cái vấn đề thứ hai nếu bà con để Thật ra để một cái câu chuyện nó cũng đậu trái nhưng mà đậu hai cổ bông thì rất là khó chăm sóc. Sau này cây chúng ta nó dễ bị suy kiệt, điều đương nhiên một số vườn chúng ta đã từng thấy. À, Tuy nhiên thì chúng ta muốn cách nào cũng được nhưng mà chúng ta phải quản lý thường xuyên kiểm tra vườn của mình, Như bà con nha nhưng cái đề xuất của em là chúng ta nên để đồng loạt để chúng ta dễ quản lý dễ thu hoạch chúng ta thu hoạch một lần xong rồi thì chúng ta sẽ dọn vườn và chúng ta phục hồi lại cây đó, bà con chúng ta quan sát nói thì cũng nói với vườn này là không ít ra hai bà con ha nhưng con cái là bà con thấy rồi là thứ nhất có hai cái vấn đề cái vấn đề thứ nhất là cổ bông nó không có đều cái thứ hai nữa là bông nó hơi ốm này quay cận cảnh cho bà con chúng ta coi để cho bà con chúng ta quan sát một chút xíu trong cái quá trình chăm sóc bông thì bà con cũng lưu ý chúng ta lưu ý cái vấn đề là nước tưới rất là quan trọng trong cái giai đoạn sổ nhị có nghĩa rằng là khi trước 7 ngày khi mà trước khi mà sổ nhị 7 đến 10 ngày thì chúng ta sẽ bắt đầu đang tưới bình thường chúng ta hạ cái mực nước xuống tưới hạ dần hạ dần hạ dần đến cái ngày mà sổ nhị thì chúng ta chỉ tưới giữ ẩm là chúng ta làm sao làm chúng ta tưới giữ ẩm có nhiều cách bà con tưới á, ngày tưới ngày nghỉ hoặc là có nhiều cách bà con á, ngày hôm nay tưới 5 phút ngày mai tưới 5 phút ngày kia tưới 5 phút có nghĩa là vừa giữ ẩm nó phước nhẹ cho nó ẩm thôi đó đó là nhiều cách của bà con nhưng cái mục đích của chúng ta là chỉ giữ ẩm nếu gặp tình trạng mưa bất thường mưa nửa đêm hay là mưa trái mùa thì cây chúng ta nó cũng hạn chế cái vấn đề là bị bị sốc sốc nhiệt và sốc nắng đó, à, sốc nhiệt là nhiệt độ ban ngày nó nắng quá nóng quá ban đêm nó lạnh quá thì nhiệt độ nó trên lệch nó cũng gọi là sốc nhiệt còn sốc nắng à, sốc mưa chứ lộ sốc nước chứ lộ xin lão và còn sốc nước sốc nước sốc nước á, là ban ngày chúng ta không có tưới nước thì ban đêm hoặc là bình thường chúng ta không tưới nước tự nhiên cái buổi trưa nó có cơn mưa ầm ầm cây nó háo nước nó hút nước thì nó sẽ bị sốc và nó rồng thì bà con chúng ta lưu ý ở những cái điểm đó và tại sao là trong cái giai đoạn sôi nhị này mình không nên tưới nước nhiều tưới dương nước thì bà con cũng biết là tính chất của cây sầu riêng hay là tất cả các loại cây khác trong cái giai đoạn mà nở hoa nở bông à, nở bông hoặc là nở hoa hoặc là sổ nhị cái từ đó người ta hay gọi nói vậy đó mình hay nói nhiều một chút xíu bà con cũng thông cảm ha trong cái giai đoạn sổ nhị đó nếu mà chúng ta tưới nước nhiều thì cây nó sẽ háo nước nó hấp thụ nước lên nó hấp thụ nước lên thì cây đang sổ nhị thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng thế này này bông chúng ta nó sẽ dư cái lượng nước và nó lỏng cái lượng đường lõn cái lượng đường thì tất nhiên là trong cái sổ nhị ấy, nó phải bung ra là nó có đường ong mặt nó mới tới đúng không? bà con thường thường bà, bà con thấy ong nó hay tới nó bu vô nó để nó hút mặt á thì nó lõn cái lượng đường thì cái chính cái lượng đường là cái chất bám dính để nó giúp cái nõn cái nhị của chúng ta nó thụ phấn à, mà cái lượng đường chúng ta nó lõn đi thì nó rớt nó buông cái hạt phấn đi để, giống nó giống một chất keo mà nó rớt nó buông cái hạt phấn đi thì cái sầu riêng chúng ta sau này nó nó hình thành nó sổ nhị nó chạy trái nó bị méo trái đó thì bà con chúng ta hay thấy nó méo trái hay nó giật học hay là nhiều thậm chí nó không có có, có muối luôn nó có trái trơ trọi luôn đó là gặp cái tình trạng là khi mà nước cây nó hút nước nhiều thì gặp có những nhà vườn họ kỹ á, thì họ dùng cái bạc họ che lại ở dưới gốc trong cái giai đoạn cây sổ nhị nếu trường hợp mà gặp thời tiết hoặc là coi dự báo thời tiết nghe có thông tin là trời sắp chuyển mưa đấy thì bà con chúng ta cũng lưu ý một số điểm thứ nhất là chúng ta điều tiết cái lượng nước tưới sau khi sổ nhị thành công xong rồi thì bà con chúng ta thấy 70 đến 80 phần trăm mà nó nó mở hết sổ nhị nó rụng nó rụng cái cái yếm rồi cái gì, cái yếm á trong cái nhị á nó khô có nên nói chung nói nôm này là nó sổ nhị gần thành công 70 đến 80 phần trăm thì chúng ta sẽ nhấp nước lên trở lại nha chúng ta nhấp lên trở lại à, để chúng ta giữ cho cái vườn của mình nó điều độ lại cái lượng nước à, đây vườn tiễn bông vừa rồi tiễn cũng rất là nhiều ha thì mình cũng xuống này mình quay rồi mình tiễn rồi mình làm um sùm sao bằng hết cho bà con chúng ta phải nhìn chúng ta thấy tiễn chứ đừng có để mà chúng ta tiếc quá chúng ta không tiễn rồi cây nó suy si và nó ốm cái này là trước đây là hạn chế tiễn này không có tiễn này cho nên là cây bông nó ốm nó ốm ốm nhồm, ốm nhách ốm nhơ ốm mà không thể tưởng tượng luôn Đã, ốm như thiếu côn đấy bà con thấy bông không nó ốm nhách ốm nhơ bông nó nhiều nó cạnh tranh quá 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 nhiều nó cạnh tranh với nhau và nó mất sức của cây okay. tất nhiên là bà con cũng biết rồi nhà nuôi mà à, nuôi một một bầy lợn mà à, con nào con nấy nó cũng ôm nhát liền mà chúng ta nuôi chừng chừng nửa bầy thôi à, chúng ta thấy rằng là bông cái này nó cũng tính chất như vậy thôi à, nếu mà nhà con đông thì con ốm mà nhà mà nuôi ít thôi thì con đầy đủ rồi à, bà con nhớ lưu ý trong cái giai đoạn này phải quản lý dùm em thứ nhất nhện đỏ thứ nhất là nhện đỏ nha bà con cái thứ hai rệp sáp cái thứ ba bỏ trĩ sâu rầy sâu đục trái sâu đục bông sâu ăn bông rồi chúng ta quản lý các cái đối tượng gây hại và trong cái giai đoạn quản lý đó chúng ta cộng chung với amino à, cộng với siêu canxi bo siêu giáp là dưỡng luôn đó bà con cộng chung vô rồi bà con phun toàn trong trồng bông và nếu như tốt nhất đầu tư thêm một chi phí nữa thì bà con phun toàn cây luôn thì càng tốt Thật thực ra là cây sầu riêng của chúng ta là nó và giá trị kinh tế nó cao và chúng ta mà chỉ cần sai một ly đi một nhầm hoặc chúng ta tiết kiệm quá cây chúng ta nó lỡ nó bị bệnh hoặc là bị có cái đối tượng gây hại khác nó làm phá vỡ cái, cái trái phá vỡ cái bông của mình phá vỡ cái cây của mình thì sau này mình phục hồi nó nó mất cái thời gian Đó, bà con chúng ta lưu ý nha bà con nha và chúng ta cũng tuyển bông mà chúng ta để cái bông nó nằm ở những cái vị trí mà nhựa trắng ba trắng ba giữa các cái cành ấy thì nó sẽ rất là dễ đậu trái và cũng như là khỏe cây bà con chúng ta lưu ý tiễn bỏ bớt những cái bông mà không đồng lọt đấy bà con thấy có trong cái vườn này là em quay hết tận sớm tới chiều luôn em quay từ chiều tới tối quay từ nãy giờ cho bà con chúng ta coi rằng là có những cái cây á thì đang à, đang sổ nhị có những trên một cái cây luôn có những cái cây ấy chưa mới chưa gì hết à, mới như hột bắp thôi đấy bà con chúng ta với những cái sổ nhị thì thôi như này tiễn bỏ bớt đi rồi một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý bà con đã theo dõi video. Còn những cái nguyên nhân nào mà rụng bông, rụng trái thì bà con chúng ta cũng đã, đã coi những cái video trước rồi. Thì bây giờ mình cũng lưu ý nhẹ trở lại Đấy bà con ha. Rồi thôi bye bye bà con.